Mong sư giải đáp thắc mắc của con về việc ăn uống của các sư Phật giáo Nam truyền ở Việt Nam khi bây giờ không được đi khất thực như trước nữa. Sư, nếu mà quý vị hỏi chung hay hỏi cá nhân sư? Nếu gì hỏi cá nhân sư thì sư xin thưa là hiện tại bây giờ sư vẫn đi khất thực bình thường. Và để mà sư được phép đi khất thực, để sư được phép đi khất thực ở cái khu vực này đó, điều kiện đó là gì? Sư ôm bát sư đi và sư chỉ nhận đồ ăn chứ sư không có nhận tiền. Khi mà sư đi khất thực mà sư không có nhận tiền thì người ta sẽ ủng hộ. Tại vì xin thưa với quý vị, khi nếu mà mình đi khất thực mình không nhận tiền, cái đồ ăn đó thì mình chỉ ăn trong ngày thôi. Và mình đi, khi mà đi như thế thì đi chừng một tiếng đồng hồ là đã đầy bát đi về rồi. Và khi đi như vậy thì cũng không có xin xỏ ai, có nghĩa là không có làm phiền tới ai. Và đi rất là mau, đi chừng đi về đấy mất chừng một tiếng đồng hồ là xong rồi đó. Thì như thế đó, giống như là một ông nó đi vào trong xóm làng, nó không có làm hại ai hết, thì như thế không có ảnh hưởng tới an ninh trật tự và cũng không có tạo điều kiện cho những người mà giả danh thầy tu ăn xin đấy. Thì như thế thì sẽ được tạo điều kiện thôi. Cho nên hiện tại bây giờ đó thì sư vẫn đi khất thực, và do việc sư đi khất thực cho nên là người ta cho cái gì mình dùng cái đó ha. Rồi trong cái trường hợp mà những vị mà không có được phép đi khất thực á, thì các vị đó cũng tùy duyên thôi. Có những người hộ tăng á, có những người hộ tăng thì họ sẽ chịu trách nhiệm, họ sẽ giúp đỡ chư tăng trong cái việc là chế biến thực phẩm, nấu nướng thực phẩm, đi chợ mua thực phẩm. Thì khi đó chư tăng chỉ làm một việc thôi, đó là không có gợi ý là ngày hôm nay tôi ăn cái gì, không có nói với cái người mà hộ tăng là hôm nay nấu món gì cho tôi hoặc là tôi cần cái món gì. Thì như thế thì cũng như vậy, cái người Phật tử họ đến chùa họ dâng cái gì thì chư tăng dùng cái đó đó. Và hoặc là cái người hộ tăng đó họ đi chợ họ mua cái gì thì họ nấu cái gì thì chư tăng dùng cái đó. Thì đó là cái cách ăn uống của chư tăng Phật giáo Nam truyền ở Việt Nam bây giờ ha.